Anh dai đầu nhiều tóc quả không hổ là tàn nhưng không phế. Đeo chân giả và thả ống quần, làm vài viên giảm đau rồi đi ra ngoài. Anh được tay đại gia này trả lương hàng năm 3 triệu đô la Mỹ, thuê làm chuyên gia đánh giá an ninh và có được chiếc máy tính bảng có thẩm quyền cao nhất trong tòa nhà. Ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi, một người đàn ông bất ngờ lao ra khỏi đám đông đâm vào tay Will và lấy chiếc ba lô có máy tính trong đó. Thấy vậy, các đồng chí trong tay lập tức đuổi theo, nhưng đối thủ nhanh nhẹn dễ dàng thoát khỏi sự rình rập của. Không còn cách nào khác, cả hai phải tạm thời về khách sạn để điều trị vết thương. Will thong thả lấy đồ từ trong túi ra, không ngờ anh ấy đã không đặt máy tính vào ba lô. Bỗng đồng chí bên cạnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, rút ra một khẩu súng lục và chĩa nó vào anh ta, đe dọa giao nộp máy tính. Will giả vờ thỏa hiệp, lợi dụng đồng chí lơi lỏng cảnh giác, hất khẩu súng ra khỏi tay, một cú đá bay anh ta đi. Thấy đồng chí muốn nhặt súng, Will vội vã vật lộn với anh ta, hai người đánh tới đánh lui. Đồng đội nhân cơ hội tóm lấy bắp chân của Will đá mạnh, giật đứt cái chân giả của anh ra. Will chọn vỉ nướng, đồng đội chọn dao thái lan. May mắn thay, Will đã nhanh tay hơn, lập tức ra đòn phản công. Nhưng Will không hề giết anh ta, chỉ muốn đánh gục anh ta, sau đó ném nó ra ngoài. Vừa hay hắn bị ném ngay cạnh khẩu súng lục. Thấy vậy, Will lập tức nắm lấy tay anh ta và hét lên dừng lại. Kết quả là khẩu súng lục đã nổ trong lúc tranh chấp. Will nâng đồng đội của mình lên và giữ vết thương để giúp anh cầm máu. Đồng đội biết mình không thể sống sót, một người đàn ông sắp chết nói chuyện tử tế. Lúc hấp hối, hắn đã cảnh báo Will đừng bao giờ quay trở lại tòa nhà, và nhân viên bảo vệ của tòa nhà đang đi tuần tra. Một số vết nứt xuất hiện trên bức tường bên, sau đó phát nổ thành một lỗ. Anh ấy bước lên để kiểm tra, một cánh tay mạnh mẽ siết cổ anh ta, rơi xuống đất ngay lập tức. Sau đó, một nhóm khủng bố ra khỏi lỗ, rắc nhiều bột trắng trên mặt đất, sau đó thắp một pháo sáng, đến gần cảm biến khói để kích hoạt nó. Hệ thống phun nước chữa cháy được kích hoạt, bột màu trắng sẽ bốc cháy dữ dội khi gặp nước. Hệ thống chữa cháy tự động đóng tất cả các lỗ thông hơi. Đồng đội không đợi Will đặt câu hỏi, liền tự sát. Anh ấy ngay lập tức nhặt chiếc chân giả và đeo vào, sau đó mở rèm cửa, nhìn thấy một đám cháy ở tầng giữa của tòa nhà chọc trời. Chỉ cần đi xuống cầu thang để dập lửa, sau đó kẻ giết người đã đến, bắn cho anh vút mặt không kịp. Anh vội đóng cửa lại và chặn nó bằng giá sắt, sau đó mở cửa sổ, leo xuống tận khung sắt, nhảy xuống từ tầng 2, quả tiếp đất bằng mặt này hơi thốn. Vừa định đứng dậy thì một người phụ nữ cầm dùi cui điện xuất hiện, dí Will trực tiếp xuống đất và giật lấy chiếc máy tính bảng từ anh ta, mở khóa bằng khuôn mặt của Will, rồi định tiễn Will ra chuồng gà. Cảnh sát vừa đến khi khung cảnh hỗn loạn, sau đó Will nhân cơ hội trốn thoát, đúng lúc để thấy một cảnh sát cưỡi mô tô ngã xuống. Anh lập tức đón xe cảnh sát, phóng mát ga đến tòa nhà chọc trời. Vì đám cháy bùng phát ở tầng 96, còn vợ con vẫn ở tầng 98, khi đến hiện trường cảnh sát đã phong tỏa tòa nhà. Will ngay lập tức gọi điện để xoa dịu vợ, bảo cô đưa con lên tầng cao hơn. Triệu phú tầng 220 không muốn sơ tán, anh tự tin vào hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà mình. Nhưng những gì anh ấy không biết là đây là một cuộc tấn công khủng bố. Họ đã đưa những người trong trung tâm điều khiển đi thỉnh kinh và sử dụng các quyền của máy tính của Will, tắt toàn bộ hệ thống chữa cháy, cũng đã mở các lỗ thông hơi trong tòa nhà, góp phần vào sự lan rộng của ngọn lửa. Will chứng kiến lửa nhấn chìm vợ con ở tầng 98, anh ấy quẫn chí. May mắn thay, màn hình cuối cùng trên điện thoại cũng mở. Thấy họ ổn, lúc này tin tức cho thấy anh ta bị truy nã vì tội cướp xe cảnh sát. Cảnh sát đằng sau vừa đến, yêu cầu Will giơ tay và quay lại, chứng kiến ngọn lửa trong tòa nhà lan nhanh. Ngay khi cảnh sát chuẩn bị bắt anh ta, nhìn thấy cần cầu tháp bên cạnh tòa nhà, anh ta chống lại sự bắt giữ của cảnh sát ngay lập tức. Anh ấy biết mọi người ở khắp mọi nơi, cảnh sát không dám nổ súng bừa bãi. Anh đến dưới cần trục tháp, vì lối vào đã bị khóa, bất lực anh chỉ có thể leo lên từng bước. Cảnh anh ấy cố gắng leo lên cũng được phát trên bản tin. Cảnh sát bên dưới cũng đang dùng cưa để phá cửa, anh ta chỉ có thể tăng tốc và leo lên. Khi lên đến đỉnh và không thể leo lên, Will nhảy vọt về phía trước, leo lên phía trước bằng tay. Khi đến mép, tí nữa thì Will trượt ngã đau cả nách. May mắn thay, không có nguy hiểm. Khi Will trèo lên, cảnh sát đưa thang máy lên nhanh chóng. Anh ta lấy ra sợi xích và một thanh sắt, khóa cửa thang máy chắc chắn, sau đó nhặt búa. Will bước vào buồng lái của cầu tháp, anh nhanh chóng vào buồng điều khiển, sau đó chuyển hướng sang gần tòa tháp. Lúc này cảnh sát đã đến tầng trên cùng, nhanh chóng cắt khóa, anh nhanh chóng điều khiển trục kéo, xoay nhanh qua lại, phá vỡ cửa tòa nhà, rồi móc nó cố định lại, tạo thành một cây cầu dẫn đến tòa nhà. Anh nhanh chóng đứng dậy và đi đến đám cháy, nửa chừng cái móc rơi ra và anh ta suýt thì đăng xuất. Will muốn quay lại phòng điều khiển và treo nó lên, nhưng cảnh sát đã cắt dây chuyền và chặn anh ta. Nghĩ đến vợ con đang gặp nguy hiểm, Will quyết định thử mạo hiểm chạy về phía tòa nhà, nhảy ra khỏi đuôi cầu tháp. May thay, anh kịp thời chụp được khung cửa sổ, không ngờ khung hình cũng sắp đổ, anh cố gắng nắm lấy mép sàn. Người đàn ông rút tấm thép trên ngực, lấy búa trong hộp công cụ ra, tìm thấy một chai vodka khác, lấy một cuộn băng khác, rồi nhấp một ngụm rượu trắng, sau đó đổ rượu trắng lên vết thương,
xé chiếc khăn và gấp đôi, quấn nó quanh vai bằng băng dính, sau đó dùng búa nắn lại khớp cổ chân bị vẹo. Sau khi thấy không có vấn đề gì, gắn nó vào chân của mình, sau đó mở cửa thoát hiểm đi tìm vợ. Ngọn lửa trong tòa nhà đang lan nhanh, vợ con anh đang đi bộ đến tầng cao, bất ngờ một kẻ giết người xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta rút súng ngay lập tức kéo tóc của Sarah, ép bọn trẻ đi cùng. Sarah run rẩy lấy cái kéo trong túi ra, nói với tụi nhỏ để chạy nhanh chóng, sau đó chiến đấu với kẻ giết người. Thấy bọn trẻ an toàn, cô ấy không có lo lắng, tay không đánh gục con dao của kẻ giết người. Sau khi đá nó xuống, cô chạy đến chỗ bọn trẻ, nhưng chạy nửa chừng cầu gãy do giá đỡ bị sập. Sarah quay lại và kẻ giết người đã chĩa súng vào cô. May mắn thay, Will đến đúng lúc để hét lên. Kẻ giết người quay lại và Sarah đã hợp tác và đẩy anh ta xuống. Con trai họ chạy lại, con gái đã biến mất. Lúc này cô ấy đã ở tầng trên tại thác nước nhân tạo. Để đưa con trai qua trước, Will làm gãy một tấm ván bằng tay không, sau đó nắm lấy cắp bằng cả hai tay, kéo cây cầu sắp đổ trước mặt. Sarah đặt tấm ván xuống, đi cẩn thận, vì nếu không cẩn thận thì tối nay có món thịt nướng BBQ. Khi đảm bảo cây cầu ổn định, Sarah cõng con trai sau lưng, run rẩy trở lại. Đột nhiên có một tiếng nổ từ bên dưới, cây cầu bị ảnh hưởng. May mắn thay, với sức mạnh của đôi tay, Sarah nắm chắc cây cầu. Cô lại trèo lên, vào giây phút cuối cùng khi không thể cầm cự, Will đã kịp ôm lấy hai mẹ con. Họ không có thời gian để ăn mừng, Will mở bảng điều khiển thang máy, gọi vợ con vào. Khi đưa cô ấy qua vùng lửa, kéo phanh khẩn cấp xuống cổng, thang máy sẽ ngừng rơi. Sau đó sử dụng rìu lửa, cắt cáp thang máy. Sarah và con trai nhanh chóng trượt xuống thang máy. Khi đi qua vùng cháy, cô kéo công tắc dừng khẩn cấp xuống, thang máy rơi với tốc độ cao, cuối cùng đã dừng lại. Giờ chỉ còn con gái Will, anh ấy leo lên cầu thang. Kết quả là con gái bị bọn côn đồ chặn đường trong phòng bảo trì. Will bước tới với một cái rìu, giải quyết tên xã hội đen trong vài đường quyền cơ bản. Will chỉ muốn đưa con rời đi, nhưng bị chặn bởi một khẩu súng tiểu liên. Họ buộc Will phải mở cửa tầng trên cùng. Will không sẵn lòng, kết quả là cô con gái bị bắt đi, bị ăn đòn xay sẩm mặt mày. Vì cuộc sống của con gái, Will đã phải phản bội ông chủ của mình. Anh ấy biết hệ thống an ninh trên tầng cao nhất là độc lập. Bây giờ hệ thống đang ngừng hoạt động, chỉ có một cách để mở lối vào, là cắt một trong những nguồn điện của tuabin gió bên ngoài tòa nhà. Có thể mở cánh cửa này, nhưng bây giờ tất cả các con đường đến phòng máy phát điện đều bị lửa bao trùm, chỉ có một lối thoát. Will đã phải mạo hiểm, xung quanh hàng trăm mét toàn là lửa. Người đàn ông nhặt khúc gỗ cứng và đập nó về phía tấm kính, nhưng không xi nhê, hóa ra là do kính made in Việt Nam. Sau đó Will lùi lại một bước, phi mạnh một cái, kính vỡ, nhưng anh cũng tí thì bay ra ngoài. Anh di chuyển một khúc gỗ rắn lớn hơn, phá vỡ cái mũ của bức tượng, cắt dây và kéo nó ra, sau đó buộc nó vào gỗ rắn, sau đó đặt băng trên tay của mình, cũng buộc vài vòng quanh chân. Sau khi kiểm tra độ dính của băng dính không có vấn đề gì, anh ta bước thẳng qua gỗ rắn, quay lại và nằm trên kính. Gió gào thét ngoài kia, trên độ cao hàng trăm mét, khung kính dưới chân chưa đầy chục cm, anh ấy đi dọc theo khung kính di chuyển về phía trước. Hạ cánh quá xa quanh góc, không cẩn thận thì chết. Những người ở tầng dưới đã bị sốc đến nỗi tất cả đều đổ mồ hôi cho anh ta. Anh men theo bức tường và cuối cùng chụp được một cái đèn tín hiệu. Sau một thời gian nghỉ ngắn, anh buộc dây an toàn vào ngọn đèn, sau đó nhảy xuống. Thế nhưng ngọn đèn không chịu nổi sức nặng của anh ấy. May mắn thay, anh ấy đã đến được sân ga ở tầng dưới. Sau đó tháo dây an toàn, buộc nó vào một ngọn đèn khác, nhìn vào máy phát điện trước mặt, nhanh chóng tính toán quy luật quay của lưỡi dao. Một phát lướt qua, đã tiếp cận thành công vị trí của phòng máy phát điện. Anh cắt một trong những sợi dây, nhưng trong khi cắt điện, trình tạo bắt đầu trình tự hủy. Thấy tình thế không ổn liền lui ra ngoài, nhảy ra vào dây cuối cùng của vụ nổ. May mắn thay, anh đã chuẩn bị sợi dây từ trước. Bất ngờ, ngọn đèn bỗng nhiên không chịu nổi áp lực và vỡ tan tành. Will vung dọc theo đầu sợi dây, sau nhìn lần quay mòng mòng. Điều tốt là gỗ rắn đủ mạnh để giữ nó, nhưng cái chân giả lại sắp rơi ra. Anh cố gắng đứng dậy một cách tuyệt vọng để nắm lấy sợi dây. Cuối cùng thành công nắm lấy cái chân giả, sau đó trèo lên dây. Sau khi trốn thoát thành công, anh thấy cổng sắp đóng, rút chân giả trên dây ngay lập tức và nhanh chóng. Sau đó cắt dây, chỉ một giây trước khi cánh cổng đóng lại. Sau khi Will hôn chân giả, lại lắp nó lại vào người. Nhưng có một khẩu súng đã dí vào đầu anh. Anh ấy giơ tay và nói rằng mày đang ở quá gần. Rồi chợt phản công, vài đường quyền cơ bản đã hạ gục tên kia. Hóa ra là tay triệu phú sở hữu tòa nhà. Hắn nói với Will tất cả mọi thứ. Hóa ra bọn khủng bố này được tuyển dụng bởi một tổ chức xã hội đen địa phương. Năm trước các băng đảng sử dụng để tống tiền anh ta. Rồng mạnh không lấn át được rắn cục, tên đại gia phải trả cho họ 500 triệu. Nhưng hắn vẫn giữ cho mình một đường lui, có tất cả các tài khoản nơi bọn xã hội đen giấu tiền của chúng. Để tránh rắc rối trong tương lai, anh ấy đã sao chép danh sách tài khoản vào ổ flash USB. Các băng đảng nhận được tin tức, thề sẽ giết hắn. Sau khi biết được sự thật, hai người quyết định hợp tác. Họ lên sân thượng, sau khi nhìn thấy tên cướp, anh ném ổ USB ra ngoài thu hút sự chú ý của tên cướp. Con gái nhân cơ hội bỏ trốn, Will ngay lập tức rút một con dao lớn. Sau đó, đại gia bật máy chiếu 3 chiều, tận dụng lợi thế của địa hình, đánh bại thành công những kẻ khủng bố từng người một. Thấy rằng sắp đến hồi kết, tên cướp cuối cùng vội vàng nhảy qua tường. Con gái của Will bị bắt cóc, Will không thể làm gì hơn, đã phải bỏ vũ khí. Nhưng tôi không ngờ Will lại nói tao đứng sau mày nè. Tên cướp vừa quay lại, Will đi ra từ phía sau,
đá bay tên cướp ra chuồng gà, thành công cứu được con gái. Hiện ngọn lửa đã lan lên mái nhà, chỉ có một con đường chết. Lúc ngàn cân treo sợi bún, vợ bấm vào máy tính của Will, vô tình khởi động lại hệ thống của tòa nhà. Hệ thống cứu hỏa cũng được kích hoạt. Ban đầu là một ngọn lửa hoành hành, chưa đầy 10 giây trôi qua, ngọn lửa trong toàn bộ tòa nhà đã tắt. Hai cha con Will được giải cứu thành công.